Chào các bạn, chúng ta là đến với bài 9 của Huyền Không Phi Tinh. Trong bài 9 này mình sẽ giới thiệu với các bạn một số cái trường hợp đặc biệt của Huyền Không Phi Tinh, đó là hợp thập và phản phục ngâm. Đầu tiên đó là hợp thập. Hợp thập là trường hợp nào xảy ra? Hợp thập là trường hợp mà khi mà vận tinh và sớm tinh cộng lại bằng 10, hoặc là vận tinh cộng hướng tinh cộng lại bằng 10, hoặc là sớm tinh cộng hướng tinh cộng lại bằng 10. Tức là nói tóm lại là trong một cung của chúng ta bây giờ là có 3 con sao, đúng không ạ? Thì hai con sao bất kỳ cộng lại bằng 10 thì đều được gọi là hợp thập, đúng không? Ví dụ như là vận tinh cộng với sớm tinh là cộng lại bằng 10, hoặc là vận tinh cộng với hướng tinh cộng lại bằng 10 cũng được gọi là hợp thập, và sớm tinh cộng với hướng tinh cộng lại bằng 10 cũng được gọi là hợp thập. Ví dụ như trong trường hợp ngôi nhà này, đúng không? Nhà do tòa bạc hướng nam này, thì chúng ta sẽ thấy rằng là tất cả các cung thì vận tinh và sớm tinh đều là bằng 10. Ví dụ đây 46, 82, 64, 55, 73, 19, 91, 73, 28 cộng lại bằng 10. Thì như vậy là trường hợp này chúng ta gọi là hợp thập giữa vận tinh và sớm tinh. Còn trường hợp mà giữa vận tinh và hướng tinh hợp thập hết thì cũng được gọi là hợp thập giữa vận tinh và hướng tinh, hoặc là hợp thập giữa sớm tinh và hướng tinh, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có 3 cái trường hợp hợp thập. Và đương nhiên cái điều kiện mà để đáp ứng cái hợp thập nó cũng sẽ có một số điều kiện mà áp dụng cái tính ban là hợp thập, chứ không phải là tất cả đều được gọi là hợp thập. Thì các cái điều kiện đó mình có trình bày trong quyển sách giáo trình là Huyền Không Phi Tinh, thì các bạn có thể đặt mua để chúng ta đọc thêm, bồi dưỡng thêm cả cái kiến thức của chúng ta. Rồi, trường hợp thứ hai mình muốn giới thiệu với các bạn đó là trường hợp phục ngâm và phản ngâm. Thì trường hợp phục ngâm là gì? Trường hợp phục ngâm đó là trường hợp là số sớm tinh hoặc là hướng tinh là số 5 nhập trung cung và phi thuận thì được gọi là phục ngâm. Phục tức là quay về, phục ngâm tức là quay về cái trạng thái ban đầu, tức là cái, đúng không? Chúng ta nhớ rằng là cái cửu cung của chúng ta, đúng không? Cái lượng thiên sinh gốc của chúng ta có phải là 5, đây là, nếu như đây là Bắc, đây là Nam, đây là Đông, đây là Tây, thì đây là 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4. Thì gặp trường hợp nếu như số 5 nhập trung cung mà là phi thuận của sớm tinh hoặc là hướng tinh thì đều được gọi là phục ngâm. Tức là cả con số này nó quay về cái bản vị gốc của nó thì đều được gọi là phục ngâm. Trường hợp phản ngâm, phản ngâm là trường hợp số 5 nhập trung cung. Đây số 5 nhập trung cung và phi nghịch, đây là Bắc, đây là Nam, đây là Đông, đây là Tây, đây là 4, 3, 2, 1, 9, 8, 7, 6. Trường hợp phi nghịch này, đúng không? Số 5 nhập trung cung và phi nghịch thì được gọi là phản ngâm. Đấy là trường hợp thường, trường hợp là phản phục ngâm là những cái trường hợp rất là xấu và chúng ta phải có cái biện pháp hóa giải. Thì cách thức hóa giải như thế nào mình cũng có trình bày trong cái quyển giáo trình ha. Rồi bây giờ chúng ta quay lại ở đây, lấy một ví dụ như nhà là hướng đông bắc 2, đúng không? Chúng ta lấy nhà hướng đông bắc 2 và vận 8, đúng không? Thì đối với vận 8 thì ở đây là Bắc, đây là Nam, đây là Đông, đây là Tây, đúng không? Thì đây là nhập trung cung 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đúng không? Nhà này là nhà hướng Đông Bắc, đúng không? Và tòa là Tây Nam. Đây là Tây Nam, đây là Đông Bắc. Thì chúng ta sẽ thấy được rằng là lấy số 5, đúng không? Số 5 là Sơn, nhập vào đây. Số 2 là Hướng, nhập vào đây. Đấy nha. Thì chúng ta thấy là số 5 nhập trung cung rồi. Thì bây giờ ở đây số 5 nhập trung cung thì vì theo cái vận tinh là số 8, ở đây là Thiên Nguyên Long, đúng không? Đông Bắc 2 là Thiên Nguyên Long, mà Thiên Nguyên Long là mà đi theo cái số chẵn, cho nên là số 5 này là phi thuận, đúng không? Cho nên là đây là 6 7 8 9 1 2 3 4, đúng không? Và khi này chúng ta sẽ so với cái lượng thiên sinh gốc này, chúng ta thấy là có phải là 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4 không? Đó. Như vậy trường hợp này người ta gọi là phục ngâm của sớm tinh. Tức là con sao sớm này bị phục ngâm. Còn giả sử như trường hợp bên này con sao hướng mà hướng cũng 5, 6, 7, 8 như thế này thì được gọi là phục ngâm của hướng tinh.
Đây là trường hợp phục ngâm. Còn trường hợp phản ngâm mình sẽ lấy một cái ví dụ nha, là hướng tây nam 1 cùng ở vân 8. Đúng không? Như vậy đây là bắc, đây là nam, đây là đông, đây là tây. Đây là 8 9 1 2 3 3 4 5 6 và 7. Đúng không? Nhà là hướng tây nam. Đúng không? Hướng tây nam thì tòa đông bắc. Đúng không? Đây là đông bắc. Đây là tây tây nam. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy sao sơn bên trái, sao hướng bên phải là 5. Đúng không? Ở đây chúng ta thấy số 5 nhập quân cung rồi. Đúng không? Ở đây lưu ý rằng là tây nam này là tây nam 1, tây nam 1 tức là địa nguyên long. Đúng không? Địa nguyên long mà số 5 nhập quân cung, vận 8 là chằn, mà gặp địa nguyên long thì sẽ phi nghịch. Đúng không? Cho nên đây sẽ là 5. Thì đây sẽ là 4 3 2 1 9 8 7 và 6. Thì chúng ta sẽ thấy 5 4 3 2 1 đúng không? 5 4 3 2 1. Đây là theo phi tinh nghịch. Đúng không? Mà theo phi tinh nghịch thì người ta gọi là phản ngâm. Ở đây là sao, này là sao hướng, cho nên người ta nói là hướng tinh đi phản phản ngâm. Nhắc là cả hai trường hợp là phản ngâm và phục ngâm thì đều là trường hợp xấu, và chúng ta cần phải có cách hóa giải. Cái cách hóa giải của mình là trình bày trong tài liệu, thì các bạn có thể lấy tài liệu ra đọc ha, để chúng ta biết được cách hóa giải là như thế nào. Rồi, như vậy là mình đã xong cái phần hợp phật, phục ngâm và phản ngâm. Bài học tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn với các bạn về tam ban. Xin chào và hẹn gặp lại.